Hello cô chú anh chị và các bạn nha, em là Đặng Khắc Luân đây, và là em đang có mặt tại cái con hai chỗ chợ 200 Xuân Chiếu này, đây khu vực 200 Xuân Chiếu. Em đi vô ăn tại cái quán bánh lăng của bà gì đây, bánh flan bảy vị ở đây nha. Kêu món ấy. Ủa sao ý là lấy giấy kìa. Đây. Đây có mới làm lại menu hả? Này bánh flan 9.000. Đây. Nó bút luôn. Ghê anh à. Bánh flan. Rau câu tại trái cây. Có rau câu nữa hả? Banana cotta. Pudding trứng dừa. Trứng trái dừa, sữa dẻo, chú cô dẻo. Chè thập cẩm. Chè Thái, chè khúc bạch, hoa bánh này, bánh flan, cái bánh flan truyền thống, em ăn cũng truyền thống nè, với một cái thạch trái cây dâu với một trái cây thạch trái cây kiwi. Bây giờ em để em thích ăn flan vậy đó. Anh là một flan hai trái câu, hai trái cây nha. Chè á ra quán quay cái giỡn quá ha. Bánh flan truyền thống. Một thạch trái cây dâu. And kiwi. Ta hay vậy thôi. Ok. Và chờ gọi món và ăn thôi. Ok, và đây là dĩa bánh lăng và thạch trái cây của em nè. Đó. Đây là thạch kiwi nè. Ở trong nó có nhân một phô mai á. Đây là thạch dâu, cũng có phô mai luôn. Đây là bánh flan truyền thống nha. Đây là thạch chanh dây nè. Truyền thống và matcha hả? Bánh lăng matcha hả? Đây nè, có thêm cái này nữa nè. Nó lại trên Việt Nam. Đây là chè khúc bạch ha. Ôi chè khúc bạch nó có miếng khúc vậy nè hả? Khúc đó. Ok. Kiều ơi. Lâu chưa ăn rồi, ngon vậy ta. Mát lười luôn. Bảy con nhớ mày luôn á lận. Cả năm luôn á. Năm hơn á. Bữa nào? Trước Tết đi với ai? Hơn nửa năm có mấy năm luôn. Thì hơn nửa năm. Tôi với Xuân Thảo đi ăn hoài mà không nhớ. Đây là kiểu nhớ mình mẹ. Chứ mình đang ăn mẹ mình đã. Bữa ấy kêu ta làm thẻ thành viên. Và bữa ta ăn khỏi đưa tiền. Mẹ hồ tiêu. Khỏi tiền còn
Chị làm bill là anh phải đóng tháng hiểu không? Ừ. Vẫn còn tạm biệt chị. Lúc này nó động cái nhắn gì đó. Nó chảy tao cầu á. Xong rồi cái bài chị đăng bài đăng lên video đồ lên của con nó luôn. Cái hạt trái cây nó rất là kiwi luôn. Cả dây kiwi nó rất kiwi luôn. Mà trong cái phô mai nó bé béo à. Nhưng mà mình đang ăn. Cái cá nhân phô mai nó bé béo không? Rất. Cái cầu này có chút xíu thôi. Nhiều cầu lắm rồi. Một hớp Trung Quốc là sao mà tới mình không có được. Không được. Không được. Nhưng mà nhiều cơ cầu đúng không? Ơi. Ở trong nó có nhân trái giải. Cái vải vị dâu. Sao mà sáng khó vậy? Ở đây là khu ẩm thực chợ 200 sống chiếu. Còn rất nhiều món ăn khác nhau luôn. Nhưng mà hôm nay em chỉ ăn bánh flan. Về nhà coi. Được của bạn ngon không? Ủa, ăn nãy giờ hết còn bé khúc vậy? Ngon. Đúng rồi. Lại miếng khúc bạch. Ngon. Chào nè. Đây cái bánh flan truyền thống này nãy giờ mang còn hết rồi. Quà này béo ngon. Đây là phía trong thạch rồi. Thạch trái cây dâu là cái nhân vải. Ai chào mẹ. Ok. Rồi em cũng ăn. Em đã ăn xong rồi nha. Cho làm sẽ kết thúc video tại đây nha. Tu ấy. Ba miếng đã không rồi. Nữa. Cho làm sẽ kết thúc video tại đây. Đây rồi. Đây quán. Đây là phía trước của quán nè. Nó nằm ở đối diện với cái hẻm 204. Đi thẳng lên đường đó là tới đường Đoàn Bơ á. Ok. Và xin chào tạm biệt cô chú chị và các bạn nha. Và hẹn gặp lại với các bạn trong một cái video mới nhất của em nha.
bye bye.